thiệu, đây là dàn mini model là Denon M1 MD. Dàn này lỗi CD và MD nên mình nghe nhạc qua chức năng duy nhất là ngõ AUX 2 đầu AV ra 3.5. Mình dùng ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính nha và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Em đang phát nhạc qua chức năng kết nối điện thoại, jack là chất đơm, bass là 12cm, bass rất to. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 48cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20-25m2. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn hoặc là dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ với em. Bên em xếp hàng toàn quốc và bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này thì cọc giúp em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Và khi các anh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship nha. Giá bán chỉ gồm bộ dàn thôi. Nếu nhà các anh có ổ áp, các anh có thể lấy nguồn điện 100V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn là ok. Mình đang nghe nhạc không lời. Chút xíu em sẽ test nhạc có lời cho mình tham khảo. Bây giờ em sẽ quay mặt sau nha. Ngõ AUX 2 đầu AV ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất âm ly là 42W, công suất lo là 100W trên cặp lo, tức là 50W một thùng. Góc cạnh của lo, góc cạnh của lo rất là ok nha. Bây giờ em sẽ quay mặt trước, test thêm một đoạn nhạc có lời cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc clip test. Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà, các anh mua bộ dàn thì cọc cho em 300.000. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn. Đây là cũng là số Zalo nha. Các anh gọi đến để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình mua hàng. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua chức năng kết nối điện thoại nhưng mà nhạc có lời. Tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ ưa ngắm trắng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mây lòng thêm chơi vơi.